chào các bạn. Hôm nay mình xin giới thiệu với các bạn ba cặp phân tần dành cho loa mic kèn và super chép các bạn nhé. Đây là những bộ phân tần mình DIY lên. Tụ. Những bộ phân tần này dùng tụ dầu và tụ khô mình ship ở bên Nhật này các bạn nhé. Còn là quận cảm và các biến trở. Mình là những hàng đập thùng, hàng Nhật bãi các bạn nhé. Bây giờ mình vào chi tiết từng bộ một. Đó, đầu tiên là một cặp phân tần dành cho loa mic kèn các bạn nhé. Tần số cắt là từ 3000 Hz. Đây. Đây là bộ này các bạn ạ. 3 kHz. Và tiếp đến là một bộ phân tần của Superchef. Bộ này cắt ở 8 kHz các bạn nhé. Đây bộ này. Bộ này mình đã có test với loa Fortech FT96 và FT66 các bạn nhé. Và FT17H đánh rất hay các bạn. Và cuối cùng đây là một bộ phân tần tụ dầu của loa Superchef cũng cắt ở 8000 các bạn nhé. Biến trở rất là cao cấp của cặp loa Yamaha Monitor 1000 Monitor các bạn nhé. Đây tụ dầu này, tụ dầu Made in USA các bạn nhé. Bộ phân tần này là cũng cắt ở 8000 dành cho loa Superchef. Còn bộ ở giữa này là 8000 cũng dành cho Superchef và có một công tắc điều chỉnh, có thể mình chuyển chế độ là cắt lên 10000 các bạn nhé. Bật lên là mình cắt ở 10000. Đó. Và bật xuống là cắt ở 8000. Hai bộ phân tần tụ khô dành cho loa mic kèn cắt ở 3 kHz và bộ phân tần dành cho Superchef cắt ở 8000 và 10000. Mình xin giao lưu với đại giá là 1.250.000 các bạn nhé. Đó. Và bộ phân tần tụ dầu biến trở của Yamaha NS 1000M Monitor này các bạn ạ. Mình xin giao lưu với đại giá là 2.500.000 đồng các bạn nhé. Mọi chi tiết các bạn có nhu cầu xin liên hệ tới Hải Hà Audio, số điện thoại là 0967165168. Các bạn có thể gọi điện hoặc nhắn tin qua Zalo cho mình. Video mình xin kết thúc ở đây. Xin thân ái, chào các bạn.